thưa quý vị, đối với những người con thì chỉ có lòng yêu thương và sự hiếu thảo mới có thể giúp chúng ta đủ kiên trì để thấu hiểu tấm lòng cũng như tâm can của cha mẹ và người thân. Và nếu như các quý vị ngồi đây sẽ đến lúc hoặc đã từng gặp những cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó hơi khó chịu một chút bởi những người thân, những người già của mình trong gia đình, thì các quý vị hãy chỉ nghĩ và nhớ tới một điều thôi. Chúng ta đối xử với cha mẹ thế nào thì sau này con cái chúng ta sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Vì cuộc đời này có nhân quả, và ai rồi cũng sẽ già, đó là điều không thể tránh khỏi. Thưa quý vị, con người sẽ già, thời gian vẫn cứ trôi qua, nhưng anh em nghệ sĩ chúng tôi thì lại có một cái câu nói thế này: già răng, già tóc, già râu, nhưng mà cái đấy còn lâu mới già. Cái đấy ở đây là cái gì ạ? Rất nhiều người lại nghĩ cái đấy là cái khác. Còn chúng tôi, cái đấy của những người nghệ sĩ đó chính là tâm hồn, tài năng và sự đam mê. Chúng tôi sẽ không bao giờ già đi nếu còn nhận được sự yêu thương từ phía các quý vị khán giả. Và ngay bây giờ sẽ là một minh chứng cho những lời tôi nói bởi sự xuất hiện của một nam ca sĩ, người đã hơn 20 năm ca hát nhưng ngọn lửa thì vẫn cháy hừng hực. Và mỗi lần anh xuất hiện ở sân khấu, đó là minh chứng cho tài năng, đẳng cấp, sự tỏa sáng lấp lánh những viên kim cương. Và bây giờ hãy cùng dành những tràng pháo tay để chào đón giọng ca của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Người xa đi để dấu lên trăng, nhường vàng để chân chết trên đồi vắng. Lệ chia ly để còn thắm đôi vai gầy, ta từ mà nụ hôn mà đôi côi vẫn còn chưa dứt. Người yêu hỡi, mình đã cùng chung tình xuyên xa rồi, ta hơn chết nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, đời còn mình anh thôi. Đâu lấp cho sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Nàng xa đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để lại lòng ta chết trên khu trời nhìn vắng. Sau đơn côi nhưng còn thắm đôi vai gầy, ta từ mà nụ hôn đôi côi vẫn còn chưa dứt. Người yêu hỡi, mình đã không chung tình xuyên xa rồi, ta ở trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, đời còn mình anh thôi. Mỗi tình đầu lấp trôi sau khi em qua cầu, làm hay chẳng ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Hey! Come on! Hey! Nàng xa đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để lại lòng ta chết chết khung trời đi vắng. Sau đơn côi mình còn thắm đôi vai gầy, ta từ mà nụ hôn đôi côi vẫn còn chưa dứt. Người yêu hỡi, đã cùng chung tình xuyên xa rồi, ta hơn trách nhau chỉ cho lòng nghẹn ngào chút xót. Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, đời còn mình anh thôi. Đâu lấp cho sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên mau hay coi như mình chẳng hề quên nhau. Mỗi tình đầu lấp cho sau khi em qua cầu, làm hành trang ta tiến nhau. Biết rằng đời sẽ quên.
quen mẫu hay coi như mình chẳng hề quen nhau. Có phải trời đã sang đông, mùa đông xa băng anh đang chờ, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt mình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi pha, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao, cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Quý vị đang nghe ca khúc Chờ Đông. Khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang. Và khi thu đến anh gom ánh sao, cho đêm đêm kết thành vương miện, để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho em nở một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Bài tiếp theo. Vâng, một ca khúc nữa mời quý vị lắng nghe, bài hát rất sôi động, một phần nhỏ trong cái live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Hưng vừa qua tại Sài Gòn cũng như Hà Nội, là cái show mang tên là Diamond Show, ca khúc mang tên Đừng Lừa Dối. Đã biết
biết anh yêu em yêu thật chân tình. Cớ vì sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nào. Thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có chối cũng thế, có nói cũng thôi. Tôi không yêu nữa, loanh quanh làm chi em ơi. Em về đi, tôi giờ cũng còn chi. Trong khi anh giờ đây, bây giờ vụt bay. Anh đi xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chia tay người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình. Cớ vì sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm mơ mơ về chốn nào. Thế mà sao em còn vu vơ hoài? Có chơi cũng thế, có nói cũng thôi. Tôi không yêu nữa, loanh quanh làm chi em hơi. Em về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, bây giờ vụt bay. Anh ngày xưa đã chết, đã hết sự tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chia tay người ơi. Khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Tay mới say đắm đuối, nụ hôn ta trao ngây ngất trong một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Lời yêu thương trao em đó cho tình ta đam mê bốc cháy, và anh yêu em hơn thế ôi ngất ngơ. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao. Cô đã sống đưa mẹ lao, cô đã sống đưa mẹ lao, cô đã sống đưa mẹ lao, cô đã sống đưa mẹ lao. Khiêu vũ trong vòng tay mê say đắm đuối, nụ hôn thật trong ngây ngất trong một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Lời yêu thương trao em đó cho tình ta đam mê bốc cháy, và anh yêu em hơn thế ôi ngất ngơ. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao, mê lao mê lao mê lao. Cô đã sống được mê lao. Cô đã sống được mê lao, 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 cô đã sống được mê lao. Vĩnh Hưng, đứng lại, đứng lại đi. Bà ra đi, bà đứng lại, đứng lại đi ông bà. Cô ơi, cô Hưng hãy ra đây. Cô cái gì cô? Ta là bà Nguyệt, còn ta là bà... à, gì lộn ta là ông Tơ. Tính nói bà Tơ đúng không? Tính lộn. Thôi,
hôm nay hai vợ chồng ta ra đây, trước tiên là lâu quá không gặp con, rồi sau đó là xin lỗi con. Mình có gặp phải không tơ? Mình có gặp cách đây 3 năm. Đợt mày qua miếu tao mày xin mày với Mỹ Tâm mà tao không cho đó. Dạo này còn yêu Mỹ Tâm không? Nói thiệt nha. Nói để đứa biết. Nào nói láo lùng hơn đó. Nói biết để tính. Có thấy nhiều lần quá rồi thôi, chắc thôi quá. Trời ơi, Tâm dễ thương cũng chết bỏ vô. Nhưng mà không được. Phí. Tao nói từ đầu mày không nghe lời tao. Tao nói tình đơn phương rồi sẽ chết dần theo năm tháng. Đó. Thấy không? Cứ cãi. Hồi đó lấy con Hiền Thục là vừa ngon rồi. Hiền Thục đâu đâu chịu đâu. Sao số mày bị xua đuổi hoài vậy? Thì bà ở. Cái con hay bị cái kiểu mà con yêu cái người ta mà tao không yêu mình á. Hơn con đừng có buồn. Bây giờ bỏ Mỹ Tâm đi, giới thiệu đứa khác cho dễ thương lắm. Showbiz ai cũng thương đứa này hết trơn. Showbiz nữa ha, thôi đừng có showbiz đi bà ơi. Không, đàng hoàng lắm. Nết na lắm, dễ thương lắm. Giới thiệu cho con Vũ Hà nha. Tào lao. Bà ơi, Vũ Hà là bạn của con mà. À, xin lỗi, xin lỗi. Vũ Hà là một cặp hồi xưa đi hát chung. Giới thiệu đứa nào mà nó đàng hoàng, nó nữ tính. Miền mà, Trung nha, nha, mà, nha. À, miền Trung chân chất thật thà, biết làm ăn, chịu thương, chịu khó. Quế đi, người Quế là cái người ta chân thật nhất á. Ừ. Giới thiệu Long Nhật nha. Gì vậy? Bà ơi, cái gì vậy? Không chịu luôn hả? Thấy ở dưới người ta cười rần rần không vậy? Người ta cười là người ta tán thành đó đúng không quý vị? Tán thành đó. Bà nói sai dữ lắm luôn á. Thôi thay luôn hả? Ừ. Long Nhật cũng chịu nè. Thôi được mà. Thôi, ta đã có một người cho con rồi. Ai, ai, ai? Lâm Chí Khanh con ơi. Thôi bà ơi. Được không ơi. Sai rồi, Đạm Vĩnh Hưng là thích xin đi Thái Tài. Thôi không được, không được. Thôi, bây giờ con nói nghe nè. Sao mà ông bà đứng này gan vậy? Cái chỗ này có cái chỗ linh thiêng, cái miếu người ta linh lắm nha, đừng có nói bậy bạ ở chỗ này nha. Này, miếu của ai đâu? Miếu của vợ chồng ta đó. Vô miếu. Đó. Ý trời. Thấy không? Phải không vậy? Trời ơi, hai vợ chồng ngồi như hai cái mã chứ không thấy à. Lại cái đi, xá cái đi. Miếu sàng lắm, miếu đầy đủ tiện nghi. Con có lư với hai cái đèn hết. Trời ơi, con tưởng nó chuyển chiêu. Gì đó chuyển chiêu. Con chuyển chiêu. Cái gì? Cái tào lao vậy? Còn cái kia là gì? Kia là làm như tắc thiên hoàng hậu vậy đó. Tắc thiên gì, nhìn mặt cũng tắc thở, tắc thiên gì. Thôi cảm ơn ông bạn bà phù hộ giùm em. Dễ thương ghê. Thương sợ. Đi hát mặc đồ phục vụ dễ thương. Bây giờ làm tới Diamond Show rồi lần sau mà làm thêm nữa làm gì không? Học xoàn số. Diamond học xoàn đó. À, chỉ qua học xoài số. À, học xoài hả? Bây giờ hết rồi. Ông ơi. Gì? Buồn quá, dạo này sao mà thiên hà họ bỏ nhau nhiều quá, tôi xe cặp nào cũng đứt không vì ơi. Sao? Bây giờ người ta không còn chuộng tình nghĩa, tình yêu nữa, mà người ta chạy theo vật chất xa hoa. Ông biết sao không? Sao? Là bị gì hồi xưa nhân loại á, người ta nè. Là... À, gì? Nói chuyện bình thường, đãi mệt chết mẹ hả? Trời ơi, tự nhiên trời sinh vậy, muốn ai mà biết bây giờ. Rồi. Ông biết sao không? Sao? Cái hồi xưa nhân loại á, người ta bình thường. Đó. Trời ơi, gì nhai trầu vậy? Bị liệu á. Rồi cái tự nhiên bây giờ nhân loại người ta đâu có còn thật thà nữa đâu. Đã. Người ta lên Facebook ta sống ảo không? Đã. Nhiều đứa nó xấu quá mà nó để cái avatar đẹp lộng lẫy đó. Thì đó. Biết ai không? Ai? Trường Giang đó. Trời. Trời ơi, nó lùn vậy đó mà nó để hình avatar là mặt Biren. Bấm vô một cái mà hú hồn. Ủa anh cô hồn lần nào vậy? Trường Giang là cái thằng mà bữa tôi kết xe duyên cho con Nhã Phương, nó dính tới giờ đó. Vậy đó hả? À. Trời đất ơi. Thôi. Mình là cái bậc bề trên, nhắc mấy đứa trẻ trâu chi. Ai mà nói trẻ trâu sao mà mình kỳ quá à. Sao? Trẻ trâu là cái từ của dân địa phương ta nói, còn mình là dân bề trên mình phải nói cái từ nào cho nó lịch sự một xíu. Từ gì? Sử nhi. Sử nhi, bà mới là sử nhi. Tôi dặn biết bao nhiêu lần phải điều tra hai bên nó hợp tính, thích cái gì ráp vô thì nó bền vững. Bà ráp tàu lao tự nhiên tôi cái ráp cặp nào mà tàu lao, tôi ráp cặp nào cũng dính hết trơn đội bộ. Cái cặp mà đáng lẽ không dính thì lại dính. Tự nhiên cái thằng Việt Nam đi gắn với con Hàn Quốc. Ai cũng phản đối. Cặp nào tao không nhớ. Rồi rồi. Nói kệ bà nó đi mấy cái thứ. Nói ra làm gì. Thì đó nói mé mé nó mới vui chứ nói tên là thì còn vui gì nữa. À vậy hả. Mà nói nghe nè, đang lo cái cặp này nè. Bữa cặp xe nào? Rồi mà giờ thấy sao hơi sai sai. Không biết cặp... là khi nào nó đứt, tại sợ nó đứt quá. Cặp nào? Thu Trang Tiến Luật. Ôi. Bữa xe rồi mà giờ không. Lo quá. Nói với cặp đó bền á. Sau đêm nay thế nào cũng chia tay. Bị nãy cãi lộn rồi. Bệnh gì trời ơi, ta nói báo mấy bữa nay mà chưa dám đăng đó. Sao vậy? Ta đăng nghi con phát hiện con Thu Trang nó ô môi kìa. Dạ. Cái đóng phim nào nó cũng để tóc ngắn trơn. Hèn chi thằng kia càng ngày cái bầu càng bự ha. Càng ông mà sao bụng càng ngày càng bự mà tóc càng ngày càng rớt. Nó sình ra đó. Vậy hả? Nó ăn uống sai nó bị sình ra đó. Tôi đang có lỗi, không để sửa chưa được. Sửa lỗi gì? Cái cặp kia nó chia tay. Tất cả quay lưng với tôi. Ai vậy? Angelina Jolie, Brad Pitt.
cặp cái ông xe luôn hả? Đồ xe đó. Xong xe quốc tế luôn vậy? Tôi international mà. Ngồi ngồi cái gì xe tầm bậy bạ, bởi vì riết cái miếu giờ không ai chăm sóc, hai vợ chồng mình ngồi đó mà tróc sơn luôn kìa. Thì đó. Thấy thường ghê á. Thôi. Nói cho biến vô miếu lại đi. Ừ. 2 3 biến. Mà biến sao cho người ta đừng thấy mình nghe chưa? Chắc chắn là không bao giờ thấy đâu. Nó nghe nè, kéo cái bà dị lên chút xíu, ngồi kéo bà dị lên hả? Ừ, cho nó cao cao với người ta để ừ, ngồi chắc chắc ở đây nè. Ừ, để chân cho nó thoải mái đi. Gác cái chân lên cho thoải. Chà, sao không tới ta? Sao bên này bằng mà bên kia là thục quá vậy? Thôi kệ đi. Mệt quá. Ủa ta. Trời ơi, từ xa có con nhỏ nào bận đồ tươi mát dữ ấy. Bà này bà cúng gì mà bà cúng hai trái bưởi quá trời vậy? Đi cúng mà ăn bận thì kỳ cục. Có kìa, có quýt kìa. Dạ, con kính chào ông Tơ bà Nguyệt. Lễ phép. Dạ, hôm nay con có chút lòng thành, con ra đây. Con dâng lên ông Tơ bà Nguyệt. Chà, nó cúng ông Tơ bà Nguyệt mà để nguyên trong bịch như cúng cô hồn ha. Ông Tơ bà Nguyệt ơi, sở dĩ hôm nay con ra đây con gặp ông Tơ bà Nguyệt là con tức lắm. Ở đây á, người ta nói là cái miếu này không có linh thiêng, nhưng mà con tin là cái miếu này sẽ linh thiêng. Bởi vì năm nay con đã 44 tuổi rồi, mà một nửa của con ở đâu? Con đi tìm một nửa của con. 44 tuổi ăn bận lõa lồ, hỏi ai mà yêu mày được. Người ta nói cứ tới đây đi sẽ tìm được một nửa của con. Mà hôm nay con nhất quyết con sẽ tới đây để con tìm một nửa của con. Con mong ông Tơ bà Nguyệt. Tự nhiên nửa của mẹ đâu tìm trong miếu của con này thiệt. Chà. Đó, 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 nè ông ngồi cái dĩa trái cây bên này nè, kê mắt cái dĩa kia làm chi vậy? Sao? Không, không bị bệnh tim mà tự nhiên khó thở quá. Nãy giờ tưởng leo núi ngủ hành trơn. Cái đó. Nó làm cái gì chồng tôi này trời ơi, nó làm cái gì chồng tôi trời ơi. Nó lao tượng đó mà. Trời ơi. Nó như cái mét xe nè ông ơi. Trời ơi, nó leo xong rồi nó bo đi. Nhỏ chúng bị ôm kìa hả? Ừ. Nha. Mặt đã sáng sủa. Giận con nhỏ này dễ sợ. Đó, quả làm. Trời ơi. Ôi. Nó xèo ôi. Qua đây. Lao cho ôi. Bà đó, lao cho bà đó. Trời bây giờ mới mặt, nhìn kỹ mặt bà Tơ. Trời ơi. Xưa giờ tôi nghe có bò Tơ chứ làm gì có bà Tơ, cái con điên kia. Trời, ai mà tạc tượng bà vậy? Đẹp quá trời quá đất. Mắt to, mũi cao, môi mọng, ú tà y như mấy BD giải phẫu vậy. Trời đất ơi. Vợ tôi mà kêu BD giải phẫu. Con chùi cho nha. Sao tôi ghét cái con này. Ông mà nó leo tượng như là nó tẩy tế bào chết không? Cái gì mà nó chè dứ vậy trời ơi, sao tôi thấy nó mờ mờ ông ơi. Banh mẹ ở trong đen rồi. Nó leo luôn con ngươi tôi rồi hả? Lao con ngươi rồi. Thôi để cua nó cào khẳng gì rồi cho nó đi. Thấy nó cúng kiến cũng đầy đủ đó. Bây giờ nó đang đi tìm một nửa của nó. Ủa chưa sao? Môi dày quá. Hả chưa xong nữa hả? Con ghét nhất môi dày đó. Châu cho mẹ con đi nó làm neo. Sao lại lệch một bên vậy? Trời ơi ghê quá. Bây giờ cái mó vậy nó chiên xeo không mày? Thôi từ từ để nó vụa lỡ, không có rang đau, đừng có. Con đã có cách. Rồi sao không luôn? Rồi vậy đi. Mẹ trai ơi, bây giờ nó che mẹt lại luôn. Mà cái khăn khẩu trang nó để mông mà nó thúi quá nè. Chúng mày lớn quá, không được, không được. Rồi, nó vẽ chân mày đó, nó vẽ chân mày lại cho bò đó. Thôi, không cần mày kẻ đâu, mày kẻ. Con cũng đã có cách. Con bảo toàn sắc đẹp. Nó nghe nè, có đứa nào nó rảnh nó cho ra nó thế vai tôi luôn đi. Sao vậy? Live show xuất hiện được có 20 phút, mới mở màn được 5 phút nó che mày à, nó hết cái mặt rồi diễn ai coi. Thôi kệ đi, ráng đi, cũng có tạ cái tặc bà núi nhiều. Bớt núi lại như tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này đâu. Nắng quá. Đó, nó ít nó che phủ nó kín mặt luôn đó. Live show ai vậy? Nó đâu cần quan tâm. Nó vợ chồng tôi mà như bà ngoại người ta không? Ê, nhìn thấy chúng Ả Rập xe út quá ha. Út bà nội tôi, đâu gài lại coi, đâu gài lại coi. Dạ thưa ông Tơ bà Nguyệt, hôm nay con muốn tâm sự mộng với ông Tơ bà Nguyệt một điều. Trời ơi, tâm sự mộng nữa. Con là một người làm ăn rất là lớn thiên. Đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá. Người ta hay nói là đừng nhìn mặt mà bắt cái hình dung. Trời, nó dạy thần thánh luôn kìa. Đừng thấy quan mặt diêm vúa như thế này mà quánh giá nhân phẩm của con. Sở dĩ ngày nào con cũng ăn mặc diêm vúa như thế này là gì? Con phải ra đường con đứng.
Trời ơi, con nhỏ này là gái đứng đường má ơi. Khoan từ từ để coi nó nói cái gì nè. Con thấy khách là con mắt. Con thấy khách là con gọi. Nó đứng nó quát khách là đúng rồi. Từ từ kìa nó nói. Nhưng mà quán giận ế. Đó, nó bán nhà hàng, quán cơm á. Ai, bia ôm dạo này ế quá. Quán bia ôm ông nội á. Không có đâu, để coi nó nói cái gì. Làm cho bia hơi cũng ế theo. À, nó bán bia hơi. Sao con này nó lắc nhắc hoài vậy ta. Một đêm mưa gió bão bùng, con quyết định con ôm khách. Nhưng không, lương tâm con không cho phép, con không ôm khách. Nhưng có hôm con vả quá, con cũng đi khách. Trời ơi, con đi khách luôn. Đi đâu vậy ta? Nhưng mà con chỉ đi ăn thôi, chứ con không có làm gì khách cả. Sao con này nó kể chuyện lắc nhắc hoài. Cái gì vậy? Trời đất ơi, nó cầu mà nó xà vô kìa. Ông Tơ ơi, ông Tơ ơi, ông phải tìm một nửa giùm con đi ông Tơ ơi. Ông mấy mày lấy tao luôn được không? Bà Tơ. Cái gì vậy? Con muốn chồng lắm rồi bà Tơ ơi. Thật ra con có quen một anh trên mạng. Anh này rất là đẹp trai, anh ăn nói rất là lưu loát. Anh là một diễn thuyết gia. Trời ơi, một mình anh nói mà cả triệu người nghe. Ôi, nhưng mà nhiều khi con buồn quá. Ôi, con buồn quá. Chà, nó vô phòng tắm rồi. Ôi, nhưng mà vì sao con buồn? Vì con không xứng đáng với ảnh. Thân phận của con như thế này. Nhưng không sao, không sao. Trời đất ơi, con thông minh lắm. Con quỷ vừa tự nói tự giải quyết luôn vậy đó. Con nói với ảnh, con làm tổng giám đốc 4 công ty. Facebook mà lúc nào cũng ảo thôi. Cái miếu mình mà làm như phòng ngủ nhà nó nha. Con đi tìm một nửa của con đi. Trời ơi, mày làm ơn mày kể cho tao nghe câu chuyện của mày coi. Ủa nãy giờ nó nói gì vậy? Nó chưa nói gì trơn á. Con kể. Đi tìm một nửa của con thôi. À quên nữa, con nghèo lắm. Thật sự con rất là nghèo. Con không có tiền như người ta đâu. Chà, cho con xin lỗi cái này. Ủa cái này lấy luôn hả? Cảm ơn. Không sao, nó có cúng là được rồi. À, thôi ăn đi. Đồ cúng ở đây ai ăn? Không ai ăn cả. Cho con đem về con ăn thôi. Ủa tao đang định ăn mà. Mày cho tao trái cũng được mày. Có chai rượu nè. Cô đơn quá. Húp miếng rượu đi. Húp miếng rượu cho nó phong phú tình những đời. Cô đơn con cần cái này hơn. Con chỉ xin nhấp môi chút xíu thôi rồi con để lại. Nhấp môi thôi ông ơi. Bà là cho ơi. Nó mút nuốt luôn cái chờ chứ nhấp môi cái gì. Con cần một sự yên tĩnh. Thôi im đi. Thôi nó đang cô đơn á. Dốc hết những chén chua cay này. Nếu em đi ra dù lang thang bơi nỗi đau. Bơi trái tim tật tật nguyện. Cũng biết tìm một đứa của con. Một đứa của con đâu. Trời đất ơi, con này chắc ở bệnh viện mới ro hành ra hết chứ. Ủa vậy nó cúng chi ta, nó sách tới rồi nó bài ra xong nó đem về đâu cho ăn miếng nào đâu. Cái câu này là thuộc cái dạng tự kỷ mà không có ai nói chuyện, tới nói chuyện với hai bức tường nó vui rồi. Con này nó làm sao á thiệt. Ê có khách vô kìa, có khách vô kìa. Hy vọng lần này ổn hơn nha. Trời ơi. Ông ơi, soái ca. Đó cái mặt này mới thành tâm mới đi cúng kiến được chứ trời, coi cái mặt kìa. Đẹp trơ quá. Trời đất ơi, té chết nhỏ. Trời đất ơi, tôi chết rồi. Cái mặt có cái mục ruồi giống Chí Tài mà đẹp trai hơn. Đàn ông quá. Trời ơi, nó mới là biết cái đàn ông thẳng rồi. Nghe thở không? Nghe cái hơi thở thôi biết là cái giọng đẹp. Nói là lưu loát, cái này là cỡ MC hay là cũng là cỡ là diễn giả. Đúng rồi. Nghe đi, cái giọng hay lắm, thích lắm. Nhồn quá. Còn gì nó mới kêu ta? Ông để nhỏ nó nói chuyện không làm gì vậy? Tôi có nói gì đâu, từ nãy giờ im ra hả? Tao để nó nói cái nè. Ủa bà nói đó hả? Nó nói đó bà ơi. Trời ơi, sao nói cái giọng kìa. Ôi trời, hôm nay là ngày gì mà thấy mệt quá. Để cho nó bình tĩnh để nó nói nè. Tại sao chứ? Thì đúng rồi. Dài cao chứ. Thì đúng rồi.
Cái chuyện là vậy thôi chứ. Ủa hiểu luôn hả? Nó nói mẹ gì vậy? Đâu có hiểu gì đâu. Ủa nó nhai cái gì một đống trong họng nó rồi nó đi luôn là sao rồi? Biết đường nó phù hộ. Nó vô kìa, nó vô kìa, nó vô kìa. Nó trả lời, nó trả lời. Tôi nghi là hồi nãy nó bị chóng mặt, nó không, bị nó say sẩm. Nó hơi bị gọi là... Nó quất ức cái gì đó. Cảm xúc quá, cảm xúc quá. Nghe 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 nè. Dạ con xin lỗi. Đó. Bắt đầu được rồi. Nó vô, 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 vô. Nó đang trấn tĩnh lại, nó nói được. Dạ bộ ớt bộ mới nói rồi. À dạ hỏi bộ rồi. Đã cái giọng vậy còn quất ức nữa. Nói chậm chậm thôi con, nói chậm chậm thôi. Bây giờ nè, bây giờ có cách, bây giờ có cách nào kêu nó gửi email được không? Nói chậm chậm thôi con. Nè, nói nhẹ thôi. Nè, chậm, chậm thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói chậm thôi nè. Biết rồi. Chạy tao. Dạ, giúp mẹ, mẹ mày. Cầu cắn người ta nấu không nghe mẹ hay trơn rồi mày. Bây giờ sao đây? Bây giờ phù hộ nó đi. Có hiểu mẹ đâu phù hộ. Tôi biết là nó đang trình bày một cái vấn đề gì đó mà tôi không hiểu vấn đề là lời vấn đề. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ phải có cách thôi. Nhiều khi là nó có vấn đề về amidan. Tôi sẽ dùng phép của tôi chữa cái amidan đó. Chữa cái amidan đi. Amidan đó là nó nằm ngay rúng phải không? Nói chuyện phát âm tròn dành rõ chữ. Dạ. Đó, dạ, dạ. Con xin lỗi ông Tơ bà Nguyệt à. Trời ơi. Phép thuật vô biên. Nguyệt làm, Nguyệt làm, Nguyệt làm. Chết cha, sao nó chuyện quá hệ cà lanh ta. Trời đất ơi. Bà kêu nó nói rõ, nó được đúng một cao đào rồi. Những cao sao nó dừng ngay chữ tờ tờ. Thôi được rồi. Nó bị dấp đĩa rồi. Biết sao không? Tại vì em chỉ là học được cái phép là phát âm rõ ràng thôi. Em không có là học được cái phép mà nói lưu quá. Cái thằng này nè, nó có khả năng không phải cà lam mà đang bị bón nè. Mày rạng hoài vậy. Nó rạng rồi một hồi kia nó ra đường nào không? Thôi để tôi sẽ làm cho nó núa thêm. Nói làm sao mà lưu loát á. Lưu loát, nói nhanh, không có dừng một chữ tợ tợ. Trời ơi. Ô nó trở lại trạng thái ban đầu rồi. Cái nghiệp thằng này là phải bị một cái gì đó. Đó, nó không thể là bình thường được. Nó nói được bình thường. Thôi nghỉ mẹ cho đầu đi. Mày kinh thiệt. Thôi bây giờ tính ra không lẽ đứng nhìn nó. Ngay từ đầu ở nhà mày biên mẹ tờ giấy rồi mày viết viết rồi mày gửi lên đi. Bây giờ nè, tôi sẽ ráng tôi dùng Google dịch. Google dịch. Tôi dịch từng câu của nó. Dịch đi. Phép thuật của Nguyệt. Google dịch. Hiểu. Nãy giờ đó mới biết đó. Nó nuốt cái gì? Nó nói là trên mạng nó có quen một con chó. Lùa chó nồ trên thế giới mà có thể lên mạng internet. Ai biết nó nói vậy thì tôi dịch vậy chứ biết nào con chó nào lên mạng má ơi. Thì hỏi nó coi. Ông dùng cái phép bằng nghe thấu tiếng lòng của nó đi. Tôi sẽ dùng phép nghe tiếng lòng để biết nó đang nghĩ gì. Con có quen trên mạng một cô gái. Bà nội cho rảnh quá. Cô gái mà đưa qua con chó luôn. Ủa mà sao cô gái mà nó phát âm chữ O cuối không thấy không? Bà tò lô chứ con cứ O và O. Lấy đi. Không phải do cái khẩu hình nó bị trật chứ. Google dịch tập 2. Ôi à đất à. À. Nó con nhỏ đó rất là dài. Cái thời gian mà để dịch cái lời thằng này nó đúng là cũng đã mất 4 năm tuổi thọ đó. Sao vậy? Chỉ có con chó chứ con người mua mà cô ấy rất là vừa á. Thì qua đọc thấu tiếng lòng đó đi. Cô ta rất là giàu. Nó là quen con nhỏ đó trên mạng. Nhỏ rất là giàu.
giàu thì tao phát âm chiếc chữ là giàu rồi mày còn dài bẻ cái miệng làm chi thì cho tao dịch lộn ông chữ tao kìa. Nó bị cái bệnh đó mà sao bà trách nó được. Dịch câu 3. Rồi 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 à. Chết cha, câu này không dám dịch má ơi. Cái gì? Này nó làm ăn bất chính ông ơi. Sao? Nó nói nó là dân đập đá. Nói nó quen một cô gái trên mạng, bây giờ nó đập đó. Chết thiệt. Để tôi đập đó hả mày? Ta ghét như là mấy đứa đập đó. Mà con chỉ là một thằng đi chợ nước đá. Bà nội châu An, người ta chở nước đó mà bà dịch qua đập đó. Không có lâu vừa phở thôi. Ê nói nghe nè, bây giờ mình có cái phép nghe thấu được tiếng lòng thôi, nghe mẹ nó từ đầu đi. Bác tôi dịch ba câu chỉ là chửi người ta à. Đúng vậy, tôi sẽ nghe toàn bộ câu chuyện với phép thuật của tôi. Dạ hết. Bà nội cho à, nãy giờ mày chết bà. Tới lúc muốn nghe đến kêu bà vợ hết. Ê làm như nó ghét vợ chồng mình hay sao thằng này kỳ vậy ta. Thằng cô hồn ghét đoạn. Mày làm như ai gài nó vô miếu hại mình nè. Ê cái gì? Chị thiệt qua chút rồi. Thiệt qua chút chỗ này chỗ con gà hồi nãy nè. Ê nói nghe nè. Ông để tôi nghe họng pháo có bao giờ nó bắn chết bà tôi không? Thiệt qua. Ừ. Ê nó bắn nắm nắm tôi luôn á. Bà nghe tôi phân tích nè. Sao? Cái thằng này hiện tại đang làm nghề chở nước đó. Mà nó đang sợ là nó quen với nhỏ kia, nó giàu quá nó không có tự tin. Thì chắc chắn là không tới với nhau được. Đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nhỏ kia đó thì là nó đang quen với một cái thằng mà nó thằng này là diễn thuyết gia. Mà nó cũng không tự tin là tại vì nó đang nó xạo, nó có 4 doanh nghiệp mà thì nó xạo. Chắc chắn là không đấy với nhau được. Tôi có một ý kiến này rất là hay. Tôi cũng có một ý kiến, chẳng lẽ chúng ta trùng nhau sao? Đừng có đó, ông đang nghĩ chuyện gì tôi đang nghĩ nha. Thằng này giao nước đá. Tôi đã nghĩ rồi. Về ăn cơm. Tôi bụng quá. Tôi điên ha. Tôi đang nói chuyện xe tình duyên. Ủa, đi về ăn cơm. Vô duyên. Thằng này giao nước đá mà con nhỏ này bán bia hơi. Không hai đứa nó ráp lại là quất cái quán nhậu được. Không có đá làm ra uống bia thì bởi vậy. Thấy không? Còn không có bia vẫn uống nước đá được. Đó. Cái năm nay không xe được cặp nào, giờ xe cho hai đứa này nó yêu nhau. Biết đâu nó ca tụng mình, nó sửa lại cái miếu cho mình. Trời đi. Trời. Mét đỡ tại vì đâu giúp mày ăn nhỏ. Đàn bà con ghế chi đâu mà ngựa ngoan gút cho cô đứng lên chưa té dập gạt cái mũi thì tốn 40 triệu nữa. À, đứng lại đây chở nữa ăn bận chi cho dài rồi giờ khổ nó thiệt á. Hai bước vô đây chuẩn bị. Tôi sẽ làm phép là quá là không lòm nó nôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài ca xe duyên nha. Rồi vô chuẩn bị. Ba ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Cái đó là bà coi chia ta chứ. Xin lỗi, quên. Bài ca xe duyên. Xe chỉ luồn kim, ô mấy kim ta luồn kim, ô mấy kim ta luồn kim, hồ biên. Mưa lớn lên đi ai buồn biển liền. Rồi nắng ấm sẽ xa dần, cơn mưa sẽ ngang qua, đôi tình nhân sẽ không thể về nhà. Họ vào trong miếu trú mưa, họ vũ sạch nước mưa và vô tình họ nhận ra nhau. Wow. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, chờ đôi tình nhân thắm trong giấc mộng. Người rơi làm thêm khó cô gia đình vì đường ta ướt mưa. Và đột nhiên cô gái mới hỏi rằng: anh có phải là anh Tuấn không? Chàng trai trả lời vắng tắt: ờ hả. Bởi vì không bao giờ dám nói nhiều. Nói nhiều sẽ bị lộ. Nói nè. Anh có phải là nhà diễn thuyết không? Vẫn ván tét. À hả. Không bao giờ dám nói thiệt. Bởi vì nói nhiều sẽ bị. Nè. Anh nhớ em không? Vắng tắt hơn.
Bởi vì không bao giờ nói nhiều, nhiều chị bị. Đừng nói nhiều, đừng nói nhiều. Ủa mà sao anh không nói gì hết vậy, anh gật đầu không vậy? Bà nội nó cũng dám trả lời mày nữa. À thôi biết rồi, anh để dành hơi để anh thuyết trình cho cả triệu người nghe đúng không? Tới giờ này mà con này vẫn còn mơ mộng. Tối kia nó về, nó nằm ngủ kế bên, cái thằng này kêu kêu, em ơi, nhà mày em mưa, 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 mưa. Nó nghe nè. Trời mưa, hồi nãy chưa đi rồi. Khoái lắm, khoái lắm. Về. Mê lắm. Cái trời mưa, cái này phải chạy vô đây. Có nghĩa là ý trời. Hoặc là ông Tơ bà Nguyễn nó sẽ duyên cho mình. Cái công rồi, nó công rồi. Cảm ơn bà Nguyễn. Cảm ơn, cảm ơn. Em nói bụng quá. Đi ăn nha. Như vậy rồi, tôi vui quá. Lâu lâu tôi làm được chuyện tốt, tôi vui quá. Sau bao nhiêu ngày tháng ế ẩm, bây giờ chúng tôi đã xây được một cặp đôi. Trời ơi, tôi tưởng tượng cái cảnh mà tối nay hai đứa nó tâm sự với nhau trên giường á. Tôi chỉ nghĩ tới một cảnh mà ê, nó nằm vậy nè, nó nằm vậy đối diện nhau vậy nè. Đó, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Cái cái cô gái hỏi chàng trai, anh thấy em sao, tâm sự coi. Trời thích quá à. Xong cái chàng trai rủ làm một cái chuyện đó. Nhưng mình nhung nhé. Nghe bà nào mày nhớ. Không nghe thì mới nhầm chuyện gì này. Ê, nó nghe nè. Mà lỡ nó phát hiện thiệt rồi sao ta, nó không yêu nhau sao? Không, sai rồi. Khi đã là vợ chồng thì từ từ mới có tình, có nghĩa. Đúng rồi, tất cả mọi thứ khi phát hiện ra cũng tha thứ cho nhau để đến một cuộc sống hạnh phúc. Đúng rồi, ai biểu nó sống ảo quá làm chi, đúng không? Sống ổ là trên mạng thôi. Còn khi về cuộc sống thật là phải thật chứ. Chắc chắn là tình yêu sẽ xoa dịu đi nỗi đau. Tụi nó sẽ tha thứ và yêu thương nhau nhiều hơn. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Và đôi tình nhân đấy đã đến bên nhau, yêu thương nhau một khoảng thời gian rất dài. Hạnh phúc quá. Một tiếng đồng hồ sau đó. Ra đây mày. Sống xạo mày. Đi theo nó phát hiện sớm vậy. Trời ơi, sống xạo mà đặc diễn thuyết già mày. Hết phim rồi. Trời ơi, một lời mày nói là cả triệu người nghe hả? Bây giờ mày nói 1 triệu lời đi, một mình tao nghe còn không hiểu. Sao con này nó chú khôn vậy? Bẻ dĩa rồi. Quá liền đầu, nói đi. Nói coi. Ai ngu ai vậy? Ai có nghĩ vậy rồi. Ý mày nói vậy, nó mắc mệt quá. Yêu nhau. Yêu nhau. Không có yêu nữa mày. Yêu nhau. Ôi dạ, ôi dạ. Sao vô hiệu hóa vậy? Yêu nhau. Yêu đặc. Thôi bây giờ nói chung là không phải tại anh, cũng phải tại tôi. Tại ông Tơ bà Nguyệt. Đốt miếu. Cái gì vậy? Trời ơi, ông thấy không? Ông thấy loài người chưa? Họ rất là vô ơn. Cái lúc họ hạnh phúc, họ không bao giờ ca tụng chúng ta. Mà khi họ cơm không lành, canh không ngọt, giờ đi đốt miếu thu dông làm sao? Bây giờ không có cái gì để đốt, mà đốt miếu cũng không có được. 500 anh em đâu? Hả? Đây, dọn cái miếu cho ta. Ê, đừng. Ôi. Đừng. Cái miếu này phí xạo quá. Đừng. Ê, đừng. Ê. Bức chân dung của ta bây giờ nó rinh đi luôn. À, hồi nãy chào là... Thằng này ra rinh luôn rồi. Trời ơi, hai thằng này nó rinh luôn rồi. Trời ơi, có hai cái mã nó cũng hốt nữa. Ông ơi, ông thấy chưa, tôi nói ông rồi. Cả một đời mình làm chuyện tốt, chi đâu có ai ghi nhận đâu. Cả cuộc đời đi xe duyên chi, rồi cuối cùng nó đối xử giống như vậy đó. Bây giờ loài người ai cũng sống ảo, không có ai thật đâu ông ơi. Buồn quá. Nó dở miếu rồi, giờ mình ở đâu trời? Thôi, tôi có cách rồi. Sao? Là những Intercon ở được hả? Sao tự tin vậy? Nó nghe nè, ở đây á, chắc đất này không hợp phong thủy vợ chồng mình. Để tôi đưa ông lên một cái nơi khác. Ở cái đâu? Đất này là chắc hợp với mình lắm. Ở đâu? Tôi ông lên Bà Nà nha. Bà Nà trên nó lạnh lắm. Lạnh mới có cơ hội để hâm nóng tình ấy. Con lo xe cho người ta không, mấy chục năm nay không làm gì tôi. Phụ tùng nó khô hết rồi. Gì vậy má? Cái nhiệm vụ của ông Tơ bà Nguyệt là xe duyên và làm cho muôn dân không phải muôn thú. Cái gì vậy? Muôn người. À, muôn người được hạnh phúc, chứ không phải là lo cho hạnh phúc gia đình mình. Hạnh phúc như vậy hả? Nó vỏ miếu ông rồi còn nói gì nữa. Đó là tại tôi với bà không biết, đó là
những người trên mạng người ta ủa thì xe duyên làm cái gì. Tôi nói cho ông nghe là hạnh phúc không có ai xe giùm mình hết trơn á, phải đi tự đi tìm. Ông xe cho 1000 cặp nó cũng vậy thôi, hạnh phúc nó phải tự xây dựng, ông hiểu không? Tôi không cần biết, bây giờ tôi đi Intercon, bà đi bà nọ kể cho bà. Trời đất ơi, cả đời xe duyên cho người ta, ai xe duyên cho tôi trời ạ. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng để ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ từ, bao dung bây giờ, đời ngày mai đến lúc tôi xa người, nhìn đời ngày mai đến đâu tôi nói im hơn. Tôi chẳng làm sao đã lỗi cùng người, dọn sạch một nỗi đau, dọn sạch một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui, dường xa một nỗi đau, dường xa một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Hey, come on. Và xin được nói lời cảm ơn đến tổng đạo diễn của chương trình, đạo diễn Trần Vi Mỹ, đạo diễn sân khấu nghệ sĩ ưu tú Đỗ Đức Thịnh, đạo diễn hình ảnh Phan Công Danh và giám đốc sản xuất Võ Quang Vũ. Con nhớ thương tôi, con nhớ thương tôi, đến với tôi bây giờ, na 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 na, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Thank you, thank you. Ôi giặt về đâu, chốn nào tựa nữa. Nếu nên em có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơn, cát bụi làm sao mà lỗi cùng người. Dọn dàng một nỗi đau, dọn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui, dọn dàng một nỗi đau, dọn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Xin được giới thiệu các nghệ sĩ tham dự chương trình, nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ, ca sĩ Hiếp Cục, nghệ sĩ Kiều Minh Tuấn, nghệ sĩ Cát Phượng, danh hài Trấn Thành, ông Hoàng Nhật Việt, Đàm Vĩnh Hương, Nhã Phương, Trường Giang, Tiến Luật, Thu Trang, Trí Tài, Gia Linh, Hoàng Sơn, Trương Quốc Bảo và nghệ sĩ Hoàng Mèo. Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn tới những hàng nước mắm Thái Long đã tài trợ chương trình này. Xin được cảm ơn đối tác đồng sản xuất chương trình HTV2 và World Worldwide. Xin được nói lời cảm ơn tới đơn vị bảo trợ thông tin chương trình Zing.vn.
Lòng con. Ba thiệt hả? Mày phải không? Trời đất ơi. Ba bỏ xuống giùm con đi ba. Tao quay mày không về quê, tao sợ mày thèm gà. Thèm gà với nước mắm tao cho mày làm gà.